chúng ta sẽ học một số cái công cụ để các bạn chỉnh sửa. Chúng ta sẽ sử dụng một số cái công cụ liên quan để chúng ta chỉnh sửa từ bức ảnh Begin về bức ảnh End. Vậy các bạn thấy là người ta đã xóa đi những cái phần nốt mà bị hỏng của bức ảnh nè. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng công cụ gì và làm cho nó rõ cái mặt hơn đó. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ cơ bản để chúng ta làm chỉnh sửa bức ảnh này. Như vậy sau khi mà chúng ta chỉnh đẹp xong thì các bạn sẽ học tiếp cái công cụ là lên màu. Như vậy hôm trước mình cũng đã làm lên màu rồi, nhưng mà cái lên màu của mình hôm trước á là với một cái ảnh là cái hoa. Thì khi mà bạn lên màu cái hoa đó thì nó đậm tí, nó nhạt tí, không ảnh hưởng gì hết, bởi vì nó cũng giống cái hoa, vì cái hoa nó cũng chẳng giống cái hoa nào, cho nên cuối cùng bạn làm ra là đều đẹp hết. Nhưng nếu mà các bạn lên màu da mà nó không giống lắm thì nhìn nó rất là thô, cho nên cái phần mà phục hồi hoặc là chỉnh sửa thì chúng ta thấy là làm việc mà để lên được cái màu da đẹp là phải dùng quen, các bạn phải có kinh nghiệm thì các bạn mới lên đẹp được. Như vậy trong buổi này chúng ta chỉ quan tâm đến việc là làm sao mà chỉnh cái file này nó đỡ có bị hỏng hơn thì chúng ta chỉnh cái phần nào. Hôm trước chúng ta đã dùng những công cụ là Move, rồi chỗ này là Rectangle hoặc là Ellipse để các bạn vẽ vùng chọn. Rồi ở đây chúng ta đã dùng vẽ tự do hoặc là vẽ theo polygon hoặc là vẽ theo đường biên. Chúng ta đã học những cái công cụ này rồi. Và có cái công cụ crop là cắt ảnh thì chúng ta cũng hay xài, bởi vì thường là chúng ta nếu mà bức ảnh này chúng ta muốn cắt cho nó gọn lại thành một bức ảnh chân dung chẳng hạn, với cái kích thước là 4x6 thì nó sẽ tự động nó canh khung cho các bạn luôn đó, nó canh khung cho các bạn 4x6 và mình chỉ việc enter là nó sẽ tự động nó cắt cái bức ảnh này của mình lại cái khung khổ 4x6. Bạn muốn kích thước nó bao nhiêu thì nó sẽ tự động nó cắt. Như vậy công cụ này chúng ta xài cũng tương đối nhiều. Và buổi hôm nay thì chúng ta sẽ xài một công cụ trong này là Batch Tool và một công cụ nữa là Clone Stem. Clone Stem. Như vậy thì cái cụm từ Clone Stem này, Clone là gì? Các bạn tạo một cái bản sao nó gần như copy á, nhân bản lên. Như vậy thì bạn nhân bản như thế nào? Ở đây nó cũng có cái vòng tròn giống như là bạn vẽ bằng brush hoặc là các công cụ erase là xóa đấy, nó giống y chang. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì với nó? Thì công cụ này cho phép các bạn copy một vùng đến vùng khác. Thì trong này nó cũng có công cụ chọn y chang như là bạn đang dùng pen, giống như y chang nha. Đó, bạn dùng nè, clone stem và trên này là brush, giống y chang. Như vậy khác nhau chỗ nào? Bạn sẽ sử dụng là cái nét của chúng ta là độ cứng là bằng 0. Độ cứng bằng 0 thì có nghĩa rằng cái biên của nó là mềm nhất. Và giả sử bây giờ thầy sẽ cho cái size lớn lên, bây giờ thầy click nó sẽ báo lỗi nè. Báo lỗi gì đây? Nếu mà thầy click lần đầu nó báo lỗi nè. Không có cái gì cả. Tức là ở đây là không thể dùng cái clone stem bởi vì cái vùng tròn của chúng ta không có được định nghĩa. Không được định nghĩa. Và nó gợi ý cho chúng ta là gì? Nhấn enter và click để định nghĩa một cái nguồn, cái điểm nguồn để copy. Như vậy thì với công cụ clone stem này, các bạn chú ý là mình phải dùng đến phím enter. Như vậy thì nếu mà bạn click chuột ở đây là chưa được, chúng ta sẽ nhấn phím enter xuống thì các bạn thấy là nó đổi cái biểu tượng của cái con trỏ của chúng ta nè. Như vậy thì mục đích của chúng ta là gì?
chỗ này bị hỏng nè. Như vậy thì mình lấy dữ liệu từ đâu mình bỏ vô đây được? À, phía trên này là hợp lý đúng không? Chứ còn nếu mà mình lấy phía ngoài này là không được ha. Như vậy thì các bạn nhấn Internet ở trên hoặc dưới tùy chúng ta, và chúng ta sẽ đưa vô đây. Xong, như vậy chúng ta lại làm biến mất cái vết hỏng. Được chưa? Như vậy chúng ta sử dụng công cụ ClonStamp để chúng ta làm cái bài tập này. Thì chúng ta có thể là khi mà bạn đến đây đó, khi bạn đến đây đó, bạn thấy là cái ảnh của chúng ta nó vẫn lấy cái sụt là từ đây. Và chúng ta click chuột xuống đây, chú ý cái chỗ này nè. Như vậy thì lúc đầu chúng ta nhấn Internet chỗ này, được chưa? Và chúng ta đưa trỏ xuống đây. Khi mà thầy click chuột, các bạn sẽ thấy có hai vùng hiển thị cùng với nhau. Đây, các bạn chú ý lại chỗ này. Thầy nhấn Internet lấy chuột ở trên này, thầy đưa con trỏ xuống đây, thầy lấy chuột. Các bạn thấy có hai vùng không? Vùng phía trên là dấu cộng và vùng phía dưới là cái mà chúng ta đang tô. Có nghĩa rằng con trỏ ở trên nó sẽ chạy theo con trỏ ở dưới. Tức là mình di chuyển ở đâu thì nó copy ở đây. Đây, ví dụ nè. Thấy chưa? Nè, nó copy cái mặt cô này nè. Đó, thấy chưa? Đó, nó copy ngược lại. Đó. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Internet ở đây, copy xuống đây xóa. Và khi đến bên này, chúng ta muốn xóa ở đây thì chúng ta để nguyên được không? Chúng ta phải copy cái sụt lại. Bởi vì nếu mà chúng ta xóa chỗ này đó thì hệ thống nó sẽ hiểu là nó copy cái vị trí ở đâu trên này nè. Bởi vì lúc nãy là mình copy từ trên này mình đưa xuống đây, thì ở chỗ này nó phải copy đâu ở phía trên này nó mới đưa xuống đây đúng không? Nhưng mà phía trên này không có gì cả, mà chúng ta phải copy từ đây nè. Như vậy các bạn phải nhấn Internet lại lần nữa, thả ra và đưa lên đây, dán vô. Và nhấn Internet lần nữa, đưa vào đây, dán vô. Đó. Cứ mỗi lần mà chúng ta muốn xóa cái gì á, thì chúng ta nên nhấn Internet lại để chúng ta chọn cái vùng, chọn cái vùng mà chúng ta xóa. Được chưa? Đấy, chọn cái vùng và nhấn liên tục. Chứ nếu như các bạn không nhấn cái sụt á thì nó sẽ copy những cái vùng mà chúng ta không như ý, tức là không biết trước được. Như vậy thì khi mà các bạn copy đó thì các bạn nên chọn là cái nét mềm nè. Nếu bạn chọn nét cứng thì nó ra cái gì? Chọn nét cứng ra cái gì? Chúng ta thử xem nhé. Đây, các bạn nhấn Internet kéo xuống đây. Chuyện gì xảy ra? À, nó copy nguyên cái đường này nè, nó đưa xuống đây và nó làm cho cái biên của chúng ta không có được hòa với nhau. Và có nhiều bạn, nhiều người kỹ hơn thì người ta không những là cho nét mềm mà người ta còn giảm opacity xuống, thì người ta copy rất chậm nhưng mà nó sẽ hòa trộn tốt hơn. Copy chậm lắm, tức là bạn muốn xóa một cái điểm đó, nó xóa lâu lắm, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn ha. Như vậy thì các bạn có thể là giảm opacity xuống để chúng ta xóa cái chỗ này. Như vậy chỗ này là cái phần cổ này nó nhỏ nè, chúng ta sẽ giảm size của cái nét lại bằng cách là các bạn nhấn phím gì, mở ngoặc nhọn, nhấn phím mở ngoặc nhọn ha. Rồi, Internet copy ở phía dưới cổ này, đưa lên đây. Đó. Rồi, copy ở phần, copy phần ngoài này đưa vô đây. Đấy, như vậy là chúng ta đã xóa được. Rồi, riêng cái chỗ này nè, copy ở phía dưới này, đưa lên đây, đúng ngay cái chỗ mà đường đen này luôn nha. Copy đường đen này và đưa lên đây. Đấy,
Như vậy thì các bạn đã xóa được cái bạn sẽ cho nhỏ size lại. Bạn xóa từ từ ở đây. Này bị ngược rồi. Đó. Rồi mình xóa cái phần môi này luôn, cho nhỏ lại. Rồi ở chỗ này, nếu như mà nó ngay ở cái biên này nè, thì các bạn sẽ nên chọn một cái vùng chọn để các bạn tách biệt hai phần, là bạn sửa ở phía bên trong nó đậm hơn, phía bên ngoài nó nhạt hơn, nó khỏi bị lấn với nhau. Như vậy các bạn có thể dùng chữ L để bạn vẽ cho thầy một cái vùng chọn. Được chưa? Và nếu như bạn xử lý ở bên ngoài này thì Ctrl Shift Y chọn ngược lại, và chúng ta chọn công cụ Clone Stem lại. Chữ gì? Clone Stem chữ gì? Không. Chữ gì? S ha, S. Và các bạn cũng copy từ đây, bạn kéo qua đây, và nó có muốn kéo xuống dưới này nó cũng chẳng ảnh hưởng, bởi vì vùng chọn của chúng ta là vùng lớn này nè. Đó, trừ cái vùng môi ra thì chúng ta sửa ở phần trên không ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Nếu như bạn không chọn vùng chọn này thì khi bạn kéo nó sẽ bị lèm xuống dưới, nó sẽ xấu. Đó, copy từ đây đẩy qua đây, đây tẩy luôn. Người ta đi tẩy khoảng mấy triệu bạc một cái nốt ruồi, đúng không? Mình chỉ cần một lít chuột là xong hả? Cái này luôn á. Rồi ok, đây rồi. Cho cái size nó lớn tí xíu và cho opacity giảm xuống để chúng ta xóa từ từ. Rồi ok. Hả? Được chưa? Rồi cái thứ hai là khi mà các bạn sửa xong cơ bản rồi đó thì các bạn sẽ cân bằng màu lại. Cân bằng màu các bạn nhấn Ctrl L, cân bằng cái màu sắc lại tí xíu. Bây giờ cái phần phía sau này nè nó bị dư, kéo lại các bạn thấy màu nó sẽ đậm hơn tí nè. Và mình sẽ chỉnh cái nét giữa để cho cái ảnh của chúng ta nó đậm hoặc nó sắc hơn. Đó, chúng ta chỉnh tí xíu để cho cái ảnh mình có cảm giác là nó sắc hơn, sắc hơn cái màu của chúng ta. Và cái màu ở đây, cái file ảnh của chúng ta là ở chế độ là trace, thì các bạn nên chuyển thành ảnh ảnh màu để chúng ta chỉnh nó dễ hơn. Chuyển thành ảnh màu, Ctrl L. Rồi thì như vậy các bạn sẽ sử dụng kỹ hình này và các cái công cụ cơ bản thầy chỉ lúc nãy để các bạn làm lại cái bài này nhé.